Sáng nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có buổi kiểm tra thực tế tại công trình cải tạo đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn, tuyến đường vành đai phía Tây 2, dự án nhà máy nước Hòa Liên và dự án nâng cấp cải tạo đường DT601. Cùng đi có lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Công trình cải tạo đường Ngô Quyền, Ngũ Hành Sơn đến nay đã di dời toàn bộ cây xanh, thi công hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng, lắp ống trung tâm tín hiệu dự phòng tại giải phân cách giữa và đã thảm nhựa 2,2 trên 4,9 km toàn tuyến. Hiện còn vướng hệ thống cống bể, cắp thông tin của lữ đoàn 575 nên sẽ phấn đấu hoàn thành vào cuối năm nay. Tại dự án tuyến đường vành đai phía Tây 2 đã khớp nối hạ tầng kỹ thuật hơn 161.000 m2. Hiện có 319 hộ dân thuộc xã Hòa Liên phải di dời giải tỏa. Trong đó 202 hồ sơ nằm trong việc giải tỏa dự án khu tái định cư Hòa Liên 4 đã bàn giao mặt bằng 158 hộ. Còn lại 44 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Tại dự án nhà máy nước Hòa Liên, trạm bơm nước thô và hạng mục tuyến cống nước thô sẽ hoàn thành vào ngày 30 tháng 10 năm nay. Hiện đơn vị thi công đang tiến hành ngang dòng để thi công giai đoạn 2 của hạng mục đập dân còn lại. Riêng đối với một số hạng mục như đường bê tông hoàn trả cho dân, mương thoát nước, quanh nhà máy vẫn còn một hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Đối với dự án nâng cấp cải tạo đường DT601, hiện có 919 hồ sơ đền bù giải tỏa, trong đó 613 hồ sơ đã bàn giao mặt bằng và chưa bàn giao mặt bằng là 306 hồ sơ. Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hòa Vang tăng cường tổ chức tiếp dân, đối thoại trực tiếp với các hộ giải tỏa để tháo gỡ khó khăn vướng mắc từng trường hợp cụ thể. Sau khi nghe các đơn vị liên quan báo cáo về tiến độ thi công các dự án, cũng như thuận lợi và khó khăn còn vướng mắc cần phải tháo gỡ để các dự án triển khai đúng kế hoạch đề ra. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao tinh thần làm việc tích cực của các ban quản lý dự án và lãnh đạo các địa phương có dự án triển khai, đã vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để dự án triển khai đúng tiến độ. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng lưu ý các đơn vị thi công phải tranh thủ thời tiết nắng ráo để triển khai thi công đúng kế hoạch. Chúng ta cũng đẩy nhanh tiến độ trong các bối cảnh và khó khăn như thế này. Về nhà máy nước Hòa Liên thì cũng cơ bản rồi đấy, cơ bản. Đề nghị anh Vĩ là chỉ đạo dự án ngăn, dự án ngăn cho đảm bảo. Tuy nhiên là tôi cũng chưa biết được là năng lực của các đơn vị thi công như thế nào. Bây giờ từ là mình cứ đổ lỗi cho Hòa Vang là dỡ tỏ đền bù không, nhưng mà thực tế trên hiện trường là người ta đã xong mặt bằng rồi, nhưng các đơn vị thi công thì coi như là ổng chắc là ổng nhiều công trình. Đơn vị nào mà không hoàn thành cái việc mà thi công này nữa thì đợt sau là miễn cái đấu thầu đi. Mình phải làm mạnh mẽ chứ, ổng bây giờ ổng nhiều công trình nên là ổng bắt đầu ổng cứ đó, mà nhất là hôm nay thì gần tới Tết rồi. Như vậy là cái 601 này là truyền hình nó đưa tin liên tục đây anh Huy này, cho nên là anh Huy phải chỉ đạo cái này làm răng, và nếu chưa hết thì làm giá đa giam rồi vân vân để cho phục vụ Tết này cho bà con ở đây, đừng để là cái bụi bặm như người dân người ta phản ánh. Người Tây Ninh người ta khổ quá nhiều rồi.